Uống cà phê, cô gái trẻ nuốt luôn chiếc thìa bằng kim loại. Ngồi uống cà phê với bạn, một cô gái trẻ ở thành phố Vinh, Nghệ An không may nuốt cả chiếc thìa bằng kim loại vào dạ dày. Ngày 10 tháng 6, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hồng Trường, giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, xác nhận thông tin bệnh viện vừa gấp một chiếc thìa bằng kim loại ra khỏi bụng một nữ bệnh nhân. Trước đó, theo thông tin ban đầu, trong lúc đi uống cà phê với bạn, một cô gái trẻ trú tại thành phố Vinh đã không may nuốt chiếc thìa pha cà phê bằng kim loại vào trong dạ dày. Ngay sau khi sự việc xảy ra, những người bạn đi cùng đã liền đưa cô gái tới Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cấp cứu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện một chiếc thìa nằm trong dạ dày bệnh nhân. Bệnh nhân sau đó liền được chuyển lên phòng nội soi tiêu hóa. Sau khi tiến hành nội soi, các bác sĩ của bệnh viện đã gấp chiếc thìa ra khỏi người bệnh nhân, ông Trường cho biết thêm. Được biết, sau khi chiếc thìa bằng kim loại được gấp ra ngoài, bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện. Thông tin khiến dân nghiện trà sữa phải giật mình cảnh giác. Trà sữa tuy mới được du nhập vào nước ta nhưng nhanh chóng trở thành đồ uống được giới trẻ ưa chuộng. Song gần đây, nhiều vụ bê bối về nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc được phát giác, khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng. Lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 1 tấn nguyên liệu pha chế trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ ở một cơ sở kinh doanh tại 131 Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội. Nhiều bao bì chứa các loại bột có biểu hiện nấm mốc, lấm bẩn, đặc biệt có nhiều bao bên ngoài vỏ và đường trắng, nhưng bên trong lại có một lớp bao bì thứ hai in chữ Trung Quốc đựng sữa bột. Các loại nguyên liệu này được chủ hàng bán lẻ cho các quán trà sữa với giá 800.000 đồng mỗi bao 25kg. Mỗi bao này có thể pha được hơn 1.000 cốc trà sữa. Chủ cơ sở khai nhập mối từ một kho hàng chợ tại Hà Đông. Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hàng chục loại nguyên liệu trà sữa không đảm bảo chất lượng đang được bày bán tại gian hàng của khu chợ này. Gần đây, các lực lượng chức năng liên tục phát hiện các đơn vị kinh doanh vận chuyển nguyên liệu làm trà sữa đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu. Ngày 26 tháng 12 năm 2017, 4 tấn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc bị lực lượng quản lý thị trường Hà Nội thu giữ tại ga Giáp Bát, Long Biên. Những gói thạch nhầy nhụa, những túi trân châu đủ màu xanh đỏ, những gói bột trà có mùi hắc mà người ta không thể biết nó hàm chứa những thành phần hóa học gì. Điều đáng nói, ngay cả những cơ sở kinh doanh cung cấp cho những thương hiệu trà sữa nổi tiếng, cửa hàng bán trà sữa sang trọng cũng bị phát hiện nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc, quy trình sản xuất trà sữa nghi không đảm bảo vệ sinh. Cụ thể, ngày 19 tháng 1, Đoàn Kiểm tra Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm số 1 thành phố Hà Nội đã kiểm tra tại hộ kinh doanh trà sữa Jinti, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, phát hiện 3 thùng hạt trân châu có mẫu giống nhau nhưng cơ sở chỉ xuất trình được nguồn gốc của 2 thùng. Trước đó, ngày 15 tháng 1, lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn HK Việt Nam, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, phát hiện hơn 2.000 túi trà có nhãn mác nước ngoài, được cắt bao bì và chuyển sang bao khác, dán tem mác của một số công ty chè uy tín của Việt Nam, cùng với hơn 100 hộp sữa đặc loại 5kg nhãn hiệu nước ngoài. Chủ công ty không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số nguyên liệu trên. Ngày 15 tháng 12 năm 2016, đội quản lý thị trường số 5 chi cục quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Taco Việt Nam, ngõ 780 Minh Khai, phường Vĩnh Thụy, quận Hai Bà Trưng, phát hiện hàng chục lon nguyên liệu trà sữa ước tính số lượng lên tới 2,1 tấn không có hóa đơn chứng từ. Tại kho hàng 780 Minh Khai, cơ quan chức năng phát hiện hơn 73 hộp sữa chứa nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó 40 hộp sắt không nhãn mác, một số bao bì in chữ Trung Quốc và 33 hộp được dán nhãn mác thương hiệu Taco. Ngày 12 tháng 5 năm 2016, Công an thành phố Hà Nội phát hiện thêm một xưởng làm thạch trân châu tại số 137 Ngọc Hồi, Hà Nội. Nhà xưởng là một nơi ẩm thấp, chật chội, khu xưởng chế biến nhếch nhác,
bột trà sữa cùng trân châu được làm trong những xô chậu không hề hiện đại như những lời quảng cáo. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nguyên liệu là do nước ngoài sản xuất và không đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ. Điều đặc biệt, đây chính là một chi nhánh của hãng trà sữa Feeling Tea. Sữa bột, trà mạn, trân châu là những nguyên liệu chính để tạo ra một ly trà sữa thơm ngon, bắt mắt. Tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội, nguyên liệu làm trà sữa trôi nổi không nhãn mác được bày bán công khai với giá rẻ không ngờ. Theo tìm hiểu, trân châu và nguyên liệu trà sữa bán tại chợ Đồng Xuân đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, nơi từng xảy ra nhiều vụ bê bối liên quan đến trân châu. Theo các chuyên gia, với đa số nguyên liệu là thực phẩm chế biến công nghiệp, những nguyên liệu làm trà sữa có thể là nguyên nhân gây ra những căn bệnh nguy hiểm về lâu dài cho người. Theo chuyên gia từ Hội Hóa học Hà Nội cho biết, thành phần chủ yếu của trà sữa sản xuất hàng loạt là dầu thực vật hydro hóa, làm tăng nguy cơ vô sinh, tim mạch và ung thư. Nếu thường xuyên uống trà sữa dạng này, một loại hóa chất độc hại sẽ dần tích tụ trong cơ thể gây bệnh. Hệ lụy dễ thấy nhất là bị đau bụng, tiêu chảy. Một số cửa hàng làm trà sữa trân châu từ tinh trà là chất tổng hợp hóa học. Nếu dung nạp quá nhiều chất này vào cơ thể thì sẽ gây ra tổn thương cho gan thận về lâu dài. Vì vậy, các chuyên gia cảnh báo người tiêu dùng không nên uống trà sữa ở các cửa hàng điều kiện vệ sinh không đảm bảo, các hàng ăn uống vỉa hè không đáp ứng yêu cầu quy định về an toàn thực phẩm. Thương lái tẩu bỏ bom, ngàn tấn dưa hấu, vét sạch rễ hồ tiêu. Bỏ bom hàng ngàn tấn dưa hấu. Đầu tháng 4, nông dân trồng dưa ở huyện Tây Sơn, Bình Định, mừng ra mặt vì thương lái Trung Quốc ăn hàng, nên giá dưa bán tại ruộng đã 8.000 đến 12.000 đồng. 1 kg. Theo người dân trồng dưa, đây là mức giá trong mơ, bởi chưa bao giờ dưa được thu mua với giá cao như vậy. Nhờ đó, người dân lãi cả 100 triệu đồng trên 1 hectare dưa hấu. Tương tự, ở Quảng Nam, trước dịp nghỉ lễ ngày 30 tháng 4, thương lái cũng tới tận ruộng mua dưa hấu, với giá 6.500 đồng 1 kg, mức giá khá cao, giúp người trồng dưa có lãi. Thế nhưng, niềm vui được mùa được giá chẳng kéo dài bao lâu, bởi gần đây, nông dân trồng dưa ở Quảng Nam, như ngồi trên đống lửa. Dưa hấu chín đầy đồng, mà thương lái Trung Quốc lại đột ngột dừng mua. Kéo theo đó, giá dưa hấu từ 6.500 đồng 1 kg, giờ xuống chỉ còn 1.000 đến 1.200 đồng 1 kg, mà vẫn không bán được. Vội thu ngay trên cánh đồng. Dưa thu hoạch chất đống trên bờ ruộng, nhưng ông Nguyễn Ngọc Anh và nhiều nông dân khác ở huyện Phù Ninh, Quảng Nam lại rớt nước mắt. Bởi, với mức giá này, mỗi sào dưa chỉ thu được hơn 1 triệu, trong khi chi phí phân bón đã hết 2 triệu đồng một sào. Chưa kể tiền hạt giống, rồi công lao chăm sóc ròng rã 2 tháng trời. Cùng cảnh ngộ, ở Quảng Ngãi, người dân cũng khóc ròng. Vì giá dưa hấu giảm chỉ còn 1.500 đến 2.000 đồng 1 kg. Ông Trần Ngọc Thương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, cho hay lượng dưa hấu ở Quảng Ngãi và cả Việt Nam chủ yếu bán sang Trung Quốc. Thương lái Trung Quốc ngừng thu mua, giá dưa rớt thê thảm. Không có người thu mua, dọc các tuyến đường các xã Tam An, Tam Lộc, Tam Phước, huyện Phú Ninh, dưa hấu được chất thành đống từ nhà ra ngõ. Nhiều tuyến đường, lán trại được dựng lên để bảo quản dưa và chờ được giải cứu. Ông Đinh Long Toàn, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Ninh cho biết, hiện trên địa bàn huyện có gần 100 hectare dưa đang trong thời kỳ thu hoạch, ước tính khoảng hơn 3.000 tấn dưa cần được tiêu thụ. Huyện đang kêu gọi các doanh nghiệp, đoàn thể cùng giải cứu dưa, giúp người dân thoát cảnh khốn khổ vì dưa mất giá. Thực tế, mấy năm gần đây, hầu như năm nào cũng diễn ra chiến dịch giải cứu dưa hấu cho nông dân miền Trung. Thậm chí, có năm còn phải giải cứu hàng chục ngàn tấn dưa vì thị trường Trung Quốc ngừng mua, lùng mua rễ hồ tiêu. Trái ngược với dưa hấu, ở tỉnh Đồng Nai, thương lái lại vào tận vườn, lùng rễ cây hồ tiêu với giá cao ngất ngưởng, lên tới 90.000 đồng 1 kg rễ khô và 20.000 đồng 1 kg rễ tươi. Theo đó, nhiều người trồng hồ tiêu đã quyết định chặt bỏ cây để đào rễ bán cho thương lái lấy tiền. Ông Đặng Quang Hải, ở xã Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai, có 1 hectare tiêu già cỗi, nên đầu tháng 3 vừa rồi, ông quyết định chặt bỏ toàn bộ vườn tiêu cũ để trồng mới. Khi chặt tiêu, thì có thương lái tìm đặt vấn đề mua rễ tiêu. Trước mình chặt thì gom rễ đốt, giờ họ mua thì mình bán.
tôi thu được 4 triệu đồng tiền bán rễ, nhưng thật sự tôi không biết họ mua để làm gì, ông nói. Theo ông Lê Đình Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thọ, hiện tại, xã Xuân Thọ đã có 14 hộ trồng tiêu, đào rễ bán cho thương lái. Với diện tích hơn 10 hectare, khảo sát của Ủy ban Nhân dân xã ghi nhận, phần lớn diện tích tiêu nông dân chặt bỏ, để bán rễ, đều tận dụng từ cây già cỗi, năng suất thấp. Tuy nhiên, ông Hưng cho rằng, giá hồ tiêu đang xuống thấp, chỉ còn vài chục nghìn đồng một kg. Trong khi giá rễ tiêu, được thu mua khá cao, nên ban quản lý lo sợ, người dân sẽ chặt ổ ạt tiêu đem bán. Trước việc thu mua rễ cây hồ tiêu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương thông tin đến người dân những hệ lụy. Mục đích của việc thu mua này là không rõ ràng và có dấu hiệu bất thường, dễ dẫn đến nguy cơ người dân sẽ chặt phá bỏ vườn tiêu để lấy rễ. Ngoài thu mua rễ tiêu làm thuốc bắc, như lời thương lái nói, theo cơ quan này, một số thương lái có thể thu mua khô, rồi đem xay thành bột để trộn với tiêu thật, để làm gia vị. Việc này rất nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng, khi mua nhầm tiêu gia vị xay sẵn, có trộn lẫn bột rễ tiêu. Bởi, trong thân, gốc, rễ cây hồ tiêu, có thể còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất. Trước đó, đầu năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Gia Lai đã ra văn bản cảnh báo tình hình thu gom rễ hồ tiêu không rõ mục đích trên địa bàn tỉnh. Khi thương lái Trung Quốc cũng vào tận vườn lùng mua rễ hồ tiêu không rõ mục đích. Chuyện thương lái Trung Quốc đổ dồn thu mua giá cao, sau đó đột ngột ngừng mua, khiến nông sản Việt Nam rớt giá thảm hại, nông dân lỗ nặng, không phải là chuyện hiếm, mà lặp đi lặp lại cả thập kỷ nay. Một số chuyên gia trong ngành chia sẻ, nông sản Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Đặc biệt, chúng ta lại xuất hàng sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, nên chuyện bị thao túng giá là khó tránh khỏi.